Đầu tiên chúng ta thái miếng súp lơ nha. Khi chúng ta thái nhỏ súp lơ xong thì chúng ta sẽ rửa sạch với nước sạch nhé và muối. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một ít bột năng vào nha. Sau đó chúng ta đập trứng nha. Khuấy đều nha. Sau khi khuấy đều trứng, chúng ta thay cho bột năng vào nha. Sau khi nước sôi xong, chúng ta sẽ cho súp lơ vào nha. Chúng ta chần con nước khoảng 2 phút nha. Để chúng ta sẽ vớt ra nha. Vớt ra chúng ta sẽ chuẩn bị sắt ông nước lạnh. Sau khi đã ngâm súp lơ với nước lạnh thì chúng ta vớt ra bát nha. Bát cũng ráo nước. Sau đó chúng ta sẽ tẩy trứng vào nha. Khoảng 5 phút nha. Trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ thái nhỏ tỏi nha. Ta thái nhỏ hành nha. Sau đó chúng ta cho vào bát nha. Sau đó chúng ta cho dầu hào. Sau khi chúng ta đã vài phút xong, chúng ta sẽ mở ra. Như vậy đã chín rồi nha.